下，你看见了吗？Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Emilina Beauty Official. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn dòng son nội địa Trung mà cũng hot. Mình cũng nghe nói cái dòng son này cũng lâu rồi đó, nhưng mà bây giờ thì mình mới có cơ hội để mình sở hữu em nó. Thì mình đã đặt mua hai màu, mà hai chiếc son khác nhau luôn. Thì các bạn có tưởng tượng được là cái hộp của nó sẽ trông như thế nào không? Rất là đẹp. Tên tên. Các bạn ơi, trong tay mình là hai em son Du Thuyền, hay còn là Phi Thuyền, Hô Chô, dòng son nội địa Trung Phi Thuyền mà có cái hạt kim cương lấp la lấp lánh, rất là đẹp các bạn. Và các bạn sẽ không cảm thấy thất vọng về em này đâu. Và để biết em này như thế nào, cũng giống như là hai màu mình chọn là màu gì, chất son ra sao, thì các bạn nhớ xem hết video, chúng ta sẽ có bất ngờ nha. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nè. Mình đi qua thiết kế trước nha các bạn. Đầu tiên là mình ấn tượng bởi em này được đặt trong một cái hộp chữ nhật rất là to. Và khi mà mở ra thì mình thấy em này như là một chiếc phi thuyền thu nhỏ. Vì phía bên trên của mình nó sẽ có những cái hạt kim cương lấp la lấp lánh. Và thật ra cái hạt kim cương này là một cái nắp của một cái chiếc gương. Vậy khi các bạn mở ra thì mới đầu các bạn thấy cái gương mờ đúng không? Nhưng thật ra nó có một cái lớp giấy và các bạn phải bóc cái lớp giấy đó ra thì mình mới thấy được cái gương rõ nha. Và càng bất ngờ hơn nữa khi mà các bạn vặn lên á, thì mình sẽ thấy cái thân son của mình là một màu đỏ cam đất và được khắc những cái chi tiết rất là tỉ mỉ, cũng giống như là sẽ có dòng chữ Hô Chô trên thân son luôn. Theo như mình thấy review ở trên mạng á, thì có nhiều bạn đã chọn màu 196 trong số rất là nhiều màu của dòng son Hô Chô. Và đây là một chất son lì nha các bạn. Các bạn thấy mình ghi chữ matte, có nghĩa là đây là son lì màu đỏ cam có hơi chút nâu đất, rất là dễ dùng. Tùy vào cơ địa mỗi người mà các bạn sẽ thấy là cam nhiều hơn hay là đất nhiều hơn. Trên môi mình thì thấy hiện cái màu đỏ cam khi đánh lòng môi rất là dễ thương. Còn nếu như các bạn đánh full môi thì các bạn sẽ cảm thấy mình rất là nổi bật luôn. Bạn này thì không kén da, bạn da ngâm xài rất là tuyệt đẹp nha. Vì là chất son lì cho nên độ bám em này cũng khá tốt, tầm 3-4 tiếng mà mình vẫn thấy màu rất là rõ. Tuy nhiên em này dù là lì nhưng mà không phải là khô căng đét, cho nên bạn nào môi khô vẫn có thể yên tâm sử dụng. Và nếu như các bạn ăn uống thì vẫn có để lại dấu một chút xíu mùi sô-cô-la nồng hắc nha các bạn. Mình đi qua cây son thứ hai mà mình sở hữu được, đây là em màu 306. Và như các bạn thấy thì hộp của em này màu bạc, khác với lại hộp em hồi nãy 196 là màu vàng. Vì em này có một cái chất son khác, đó là son sheer, là có dạng son bóng. Cho nên là nó sẽ hơi bóng môi và không phải là lì, cho nên là sẽ không có cho finish lì đâu nha. Nhưng cái chất son của em này sẽ mềm hơn son em kia, và em này sẽ phù hợp với những bạn nào thích phong cách bánh bèo. Màu này là màu đỏ tomato, một màu đỏ hồng cà chua rất là đẹp. Đánh lòng môi các bạn sẽ thấy có hơi chút ánh hồng nhẹ nhẹ, sẽ phù hợp cho những bạn nào mà da trắng, răng trắng. Còn những bạn nào mà da ngăm á, thì mình nghĩ là nên make up đi kèm sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên em này các bạn thấy rất là dễ thương, sang chảnh công chúa tiểu thư, thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích make up phong cách tiệc, mà make up kiểu công chúa thì các bạn nhất định sẽ là người nổi bật nhất của buổi tiệc luôn. Và làm cho các bạn rất là tôn da nha. Đặc biệt em này sẽ khiến cho bạn có một bờ môi căng mọng và óng ánh, vì em này có chất dưỡng cho nên là sẽ hơi bóng nhẹ. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc là em này sẽ dây ra thành cốc nhiều hơn là em son lì 196 hồi nãy nha. Và hai màu mình chọn ở đây rất là dễ sử dụng cho những bạn da ngâm cũng giống như là da sáng. Chất son lì và chất son bóng thì tùy theo sở thích của các bạn. Tẩy trang thì cũng rất là dễ dàng, tuy nhiên hai em này cũng sẽ có để lại base nhẹ nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã vừa swatch và review hai em son phi thuyền kim cương lấp la lấp lánh của dòng son nội địa Trung Hô Chô rồi. Các bạn thích màu nào, các bạn thích chất son như thế nào, và các bạn có đồng ý với mình là khi mà mình unbox cái hộp của em nó ra thì rất là đẹp các bạn. Mình giống như là mình đổ gục trước cái thiết kế của em nó, chưa cần biết là son như thế nào luôn, thì cái thiết kế là mình cho 10 điểm. Như là mình đã review thì em này có một cái nhược điểm khá là lớn, đặc biệt là những bạn nào mà nhạy cảm mùi thì chắc chắn sẽ không ưng, đó là cái mùi của em này rất là hắc các bạn. Mới đầu thoang thoảng các bạn ngửi sẽ thấy với bám mùi sô-cô-la, nhưng mà khi mà mình đánh lên môi thì thật sự cái mùi nó rất là hắc, theo kiểu giống như là mùi hóa học á. Cho nên là đây là một cái nhược điểm khá là mình cảm thấy là mình không hài lòng lắm về dòng son này. Còn ngoài ra từ chất son cho đến thiết kế son cho tới độ bám thì mình rất là hài lòng.
chỉ đặc biệt là khó cái mùa là mình không thích thôi. Tuy nhiên thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cái bảng màu của em này và cái chất son của em này thì các bạn cũng có thể tham khảo là mình có rất là nhiều cái màu khác nhau và phù hợp với những tông khác nhau luôn, cho nên các bạn thích em nào thì có thể dễ dàng nick em đó liền thôi nha. Như là mình đã nói ở đầu video thì mình sẽ có một cái giveaway nho nhỏ cho các bạn, đây là bất ngờ mình dành cho các bạn đây nha. Thì trong hai em này mình sẽ giveaway một em và các bạn sẽ phải bấm description box để xem quà là gì, cũng giống như là tham gia đúng thể lệ thì mình mới có thể trao quà cho các bạn được nha. Và hy vọng là những bạn mà đã tham gia những cái giveaway của mình, những cái video clip trước mà chưa được may mắn á, thì các bạn hãy nhanh tay và nhiệt tình vào, thì mình tin là các bạn kiên trì thì chắc chắn sẽ có ngày các bạn sẽ thành công, cũng giống như là mình đã trao những cái món quà giveaway đến những bạn trước đây và các bạn cảm thấy rất là vui và cũng thể hiện cho mình biết là các bạn đã trông chờ để nhận được cái giveaway của mình lắm và cuối cùng thì nó đã đến thành hiện thực. Cho nên là những bạn nào mà đã tham gia trước đây mà chưa được may mắn nhiều lần đó, thì các bạn hãy cố gắng và tiếp tục đón xem kênh Emilina Beauty Official của mình để tham gia những giveaway cũng giống như là những cái video clip mới mình đem đến cho các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và nếu các bạn yêu thích video thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh channel của mình cũng giống như là nhấn cái chuông để nhận thông báo những video mới tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.